giám sát, phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại Đà Nẵng, thời gian qua, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội cũng đã triển khai các kế hoạch giám sát phù hợp với từng giai đoạn, qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội và hiệu quả hoạt động của các địa phương, đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, Mặt trận các cấp thành phố đã chủ trì tổ chức khoảng 500 đoàn giám sát, tham gia 774 đoàn giám sát với các cơ quan hữu quan liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Đặc biệt, Mặt trận thành phố đã ban hành đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Đến nay, qua gần 2 năm tổ chức thực hiện đề án, Mặt trận thành phố đã tổ chức các đoàn giám sát đối với 14 đơn vị và 2 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Khi chúng ta tiến hành thực hiện chính quyền đô thị, thì không có Hội đồng Nhân dân 2 cấp, cấp phường và cấp quận, cái giám sát của Hội đồng Nhân dân không còn nữa. Cho nên cái hoạt động giám sát của địa phương thì giao lại cho Mặt trận và các tổ chức chính trị là chính, và cũng xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thì các Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ phường đến quận cũng đã nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ một cách tốt nhất. Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị số 11 về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025, Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức nhiều chuyên đề giám sát liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nội dung giám sát bám sát thực tiễn đời sống. Giám sát Mặt trận không phải giám sát quyền lực, nhưng mà nó đúng hơn là giám sát toàn dân. Cho nên mọi người dân đều cũng có quyền tham gia giám sát. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát phản biện hiện nay vẫn còn gặp một số khó khăn hạn chế. Một số địa phương, cơ sở còn lúng túng trong việc đề xuất nội dung giám sát, việc theo dõi đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, theo dõi đôn đốc tiếp thu, phản hồi sau phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị một chiều. Qua giám sát và qua làm việc, chúng tôi thấy là nói thì nói như thế, nhưng thực sự mà nói thì cái tính chủ động của chúng ta cũng còn chậm lắm. Về nguyên tắc, ví dụ như là anh phải phát hiện ra công trình dự án bức xúc, anh đề xuất cái chủ trương đầu tư kinh phí để mà giải quyết cái việc đó thì vẫn nằm trong cái niên độ kinh phí ngân sách. Chứ còn đợi khi mà đã phê duyệt tài chính, đã phê duyệt kế hoạch năm rồi, bây giờ tới lúc đó anh mới kiến nghị thì cái thủ tục nó lại chậm đi trong vòng một năm, nửa năm đến một năm, thì nó lại gây ra những cái bức xúc không đáng có nếu mà chúng ta chủ động tốt hơn. Và trong cái vai trò chủ động này, tôi nghĩ là các cái ban công tác mặt trận ở tổ dân phố, ở khu dân cư cũng có vai trò hết sức quan trọng trong giám sát, kiến nghị và nhắc nhở chính quyền các cấp để thực hiện chủ động hơn, để giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Trong bối cảnh hiện nay, công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận các cấp luôn cần được đổi mới để có thể phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Thời gian tới, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở để công tác giám sát phản biện xã hội ngày càng hiệu quả và đi vào thực chất hơn.